Tòa án Nhân dân TP HCM vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Bang, sinh năm 1961, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM, 8 năm tù về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, Trần Văn Bang đã có hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và phát tán trên mạng Internet các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trần Văn Bang đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm Trần Bang, Bang Trần và Trần Josh để soạn thảo đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng nói xấu chính quyền nhân dân, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân. Liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Chí Thành. Các đối tượng này có hành vi soạn thảo, biên tập, phát hành và tặng cho Trần Văn Bang một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật.